Nhiều tư liệu quý và bài học quân sự có giá trị sẽ lần đầu tiên được công bố tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh diễn ra vào tháng 5 tới đây. Tìm thấy hướng đi cho cách mạng Việt Nam trong tư tưởng của Lenin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo học thuyết Marx Lenin cùng nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân kỷ niệm 149 năm ngày sinh của Lenin, cùng điểm lại những đóng góp của Lenin cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Theo nhìn nhận của các tiểu thương, hình thức xuất khẩu nông sản theo con đường tiểu ngạch đã đến lúc không thể tiếp tục duy trì khi nhiều loại nông sản rơi vào cảnh rớt giá. Sri Lanka ngày hôm nay cho biết đã bắt giữ hơn 20 đối tượng để điều tra loạt vụ đánh bom khủng bố khiến hàng trăm người thương vong. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí, mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 4. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng và các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, đặc biệt là những công hiến của Đại tướng đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội khi ở trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi nghe lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 báo cáo về quá trình chăm sóc sức khỏe Đại tướng Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những cố gắng và sự chu đáo của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, đồng thời yêu cầu các y bác sĩ cần tiếp tục tập trung tối đa với nỗ lực trách nhiệm cao nhất để chăm sóc tốt sức khỏe của Đại tướng Lê Đức Anh. Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 8 tại Liên bang Nga từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019. Tham gia hội nghị lần này tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm, đồng thời đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc tại diễn đàn đa phương. Việc tham gia sự kiện do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì tổ chức góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội hai nước, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Sau lễ khai mạc Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 8 sẽ diễn ra 4 phiên toàn thể, 4 phiên đặc biệt đồng thời và các hoạt động gặp gỡ song phương bên lề hội nghị. Phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đi theo đoàn sẽ thông tin về sự kiện này trong các bản tin thời sự tiếp theo. Chiều nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đồng chí Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có quan hệ quốc phòng, thể hiện thông qua các cuộc gặp cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng hai nước. Quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đại sứ Hùng Ba bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ hợp tác của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Sẽ tiến tới thành lập Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tại các cơ quan đơn vị đầu mối Bộ Quốc phòng và đưa công tác an toàn thực phẩm vào nghị quyết lãnh đạo của mỗi cơ quan đơn vị nhằm tăng cường nhận thức và hành động của lãnh đạo chỉ huy người lao động về công tác này. Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong cuộc họp Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm trong quân đội và triển khai nhiệm vụ năm 2019 được Bộ Quốc phòng tổ chức vào chiều nay.
lượng thực phẩm cần đảm bảo cho các đơn vị thường rất lớn. Nếu không thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe, kế hoạch học tập, huấn luyện, chiến đấu của bộ đội. Do vậy, an toàn thực phẩm là vấn đề được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm, không được phép để xảy ra những vấn đề mất an toàn. Năm 2019, Cục Quân y sẽ tăng cường các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, đồng thời củng cố hệ thống bếp ăn trong toàn quân, cải thiện chất lượng thực phẩm, nguồn nước uống đảm bảo sức khỏe bộ đội. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng thuộc quyền tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động mua bán vận chuyển qua biên giới đất liền, trên biển, các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tuyệt đối không để thực phẩm bẩn được giữ lại tiêu thụ trong nước. 30 năm qua, từ khi thành lập đến nay, Cục Quản lý Công nghệ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đảm bảo công nghệ sản xuất quốc phòng và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới được Bộ Quốc phòng đánh giá cao, như xây dựng và thực hiện đề án khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí mới và đề án sản phẩm quốc gia, nghiên cứu chế thử thành công nhiều loại súng và đạn, áo choàng phòng độc, áo giáp và mũ chống đạn, thuốc phóng, thuốc nổ các loại, tổ chức thực hiện thành công cuộc bắn trình diễn 10 loại vũ khí mới do Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo. Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Cục Quản lý Công nghệ diễn ra sáng nay, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương thành tích của đơn vị đã đạt được, đồng thời yêu cầu thời gian tới cục cần tập trung bảo đảm tốt công nghệ phục vụ sản xuất chế thử các loại sản phẩm quốc phòng, triển khai thành công các đề án xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng đáng tự hào về ý chí thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây cũng đồng thời là một ví dụ điển hình cho nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam. Nhiều tư liệu quý và bài học quân sự có giá trị sẽ lần đầu tiên được công bố tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia diễn ra vào tháng 5 tới đây. Vào sáng nay, Ban chỉ đạo Hội thảo đã tiến hành họp để rà soát công tác chuẩn bị. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi họp. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn có chủ đề Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc. Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại tỉnh Đắk Nông. Đến thời điểm hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được 43 trên tổng số 85 báo cáo tham luận dự kiến tham dự hội thảo. Những bài viết góp phần khẳng định tuyến vận tải chi viện chiến lược đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc, là kết quả của việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đúng đắn, kịp thời trong những thời điểm cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều thông tin, tư liệu mới cũng sẽ lần đầu tiên được công bố về quá trình chiến đấu của quân và dân ta nhằm bảo vệ đường Trường Sơn, liên minh chiến đấu giữa quân và dân Việt Nam, Lào, Campuchia, sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Các bài nghiên cứu gửi tới hội thảo cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có tính thực tiễn cao trong công tác quân sự quốc phòng hiện nay, như kinh nghiệm tổ chức thực hiện và bảo vệ tuyến vận tải chiến lược, tầm quan trọng và hiệu quả to lớn của việc tạo dựng được một nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong thời bình cũng như trong thời chiến. Phiên họp Đại hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế lần thứ 74 năm 2019 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ có đại diện của gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất cho đại hội, chiều nay, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng, trưởng ban tổ chức đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các khu vực diễn ra đại hội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức phiên họp Đại hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế SEASM. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị cho phiên họp đã được nước chủ nhà Việt Nam thực hiện từ nhiều tháng trước. Các lực lượng tham gia công tác tổ chức của Bộ Quốc phòng đã bảo đảm tốt nơi ăn, ở, phòng họp và làm việc của phiên họp. Đội ngũ y tế cũng sẵn sàng trực cấp cứu 24/24 giờ. Quân khu 7 phối hợp với các lực lượng trên địa bàn bảo đảm an ninh, an toàn. Trong thời gian diễn ra đại hội, tất cả các phương tiện bay không được cấp phép không được bay trên vùng trời khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này là cơ hội cho lãnh đạo thể thao quân sự các nước thảo luận và đưa ra những quyết định quan trọng cho sự phát triển của hội đồng và các bộ môn thể thao quân sự quốc tế. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn cựu chiến binh Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây sang thăm Việt Nam, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc, góp phần giúp Việt Nam làm nên những thắng lợi vĩ đại.
Qua các chuyến thăm hữu nghị như thế này, các cựu chiến binh Trung Quốc có thể chứng kiến thành quả bảo vệ, xây dựng thống nhất Tổ quốc và đổi mới của Việt Nam, cũng như thấy được tình cảm tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước. Đại diện đoàn cựu chiến binh Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp chú đáo, thân tình của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và bày tỏ vui mừng trước những đổi thay phát triển của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực góp phần phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. Người đã vận dụng và phát triển lý luận của chủ nghĩa Marx trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, mở ra trang sử mới cho phong trào cách mạng thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhân kỷ niệm 149 năm ngày sinh của Lenin, 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2019, chúng ta cùng điểm lại những đóng góp của Lenin cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, để từ đó có một cái nhìn đầy đủ hơn về người. Trong bối cảnh Lenin và học thuyết Marx Lenin vẫn đang bị các thế lực phản động, cơ hội chính trị ra sức bôi nhọ, xuyên tạc. Đầu thế kỷ 20, nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Lenin và đảng Bolshevik đã tiến hành cách mạng tháng 10, dựng nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, nước Nga Xô Viết. Lần đầu tiên, một quốc gia được ra đời trên nền tảng xóa bỏ áp bức giữa các giai cấp, các dân tộc. Dưới ánh sáng của cách mạng tháng 10, các dân tộc bị áp bức trên thế giới được thức tỉnh và cổ vũ trên con đường đấu tranh giành độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy hướng đi cho cách mạng Việt Nam trong tư tưởng của Lenin, người đã vận dụng sáng tạo học thuyết Marx Lenin vào thực tế cách mạng Việt Nam, cùng nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng tháng 8, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nên như không có Lenin thì không có cách mạng, ông đồng thời là tác giả của học thuyết cách mạng. Và sau đó dựa vào học thuyết này, người ta thực hiện thành công nhiều cách mạng trên thế giới để giải phóng nhiều nước như là Việt Nam hay là Trung Quốc. Sau khi đánh bại các thế lực ngoại xâm nội phản, nền kinh tế nước Nga Xô Viết khủng hoảng trầm trọng. Lenin đề xướng và áp dụng chính sách kinh tế mới thay cho chính sách cộng sản thời chiến. Chính sách này đã kịp thời giải phóng sức lao động, dùng lợi ích vật chất làm động lực thúc đẩy người lao động sản xuất sáng tạo. Nước Nga Xô Viết từ đó hồi sinh, có những nền móng vững chắc cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những quan điểm của chính sách kinh tế mới đã được Đảng ta vận dụng trong công cuộc đổi mới với việc khuyến khích phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan tâm thiết thực đến lợi ích người lao động. Quá trình đổi mới của Việt Nam đã bám rất sát chỉ đạo này của Lenin. Khi mà người ta tôn trọng lợi ích của tư nhân, tôn trọng sự hài hòa lợi ích thì lúc đấy mới tạo động lực phát triển. Còn nếu như anh mà thực hiện cái việc mà phát triển dựa trên cái sự mà hủy diệt lợi ích cá nhân, không đảm bảo sự hài lợi ích thì sẽ không có sự phát triển. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lenin luôn quan tâm đến xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ. Người chỉ rõ, mấu chốt của công việc là tổ chức bộ máy và con người. Cho nên, phải chọn đúng người, sao đúng việc và kiểm tra thường xuyên. Người chủ trương kiên quyết đấu tranh chống bệnh kiêu ngạo cộng sản, tệ quan liêu và nạn hối lộ. Thực hiện lời dạy của Lenin, Đảng ta luôn coi công tác cán bộ là một trong những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược. Mới đây, thông qua nghị quyết Trung ương 7 khóa 12, Đảng ta quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Song song với đó, Đảng cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các cán bộ đảng viên có khuyết điểm, duy trì sự trong sạch vững mạnh của tổ chức Đảng. Đảng ta kiên quyết xử lý những cán bộ đảng viên mà vi phạm làm trái pháp luật theo lời tuyên bố của Tổng Bí thư, không có vùng cấm, kể cả mọi cấp, nếu làm sai vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý. Trải qua 5 tháng, bất chấp thăng trầm của lịch sử, quan điểm cách mạng của Lenin vẫn mang những giá trị to lớn trong thực tiễn. Điều đó càng cho thấy sức sống của chủ nghĩa Marx Lenin cũng như tính đúng đắn của con đường chủ nghĩa xã hội do nhân dân ta lựa chọn. Theo trong bản tin, nâng cao chất lượng công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ toàn quân, khẳng định vị thế tờ báo của lực lượng bộ đội biên phòng. Nhằm thống nhất thực hiện thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước và thực hành chỉnh lý, phân loại, xác định giá trị, lập hồ sơ tài liệu, xây dựng cơ bản trong toàn quân. Sáng nay tại Hải Phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa phối hợp với Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 khai mạc hội nghị triển khai luật bảo vệ bí mật nhà nước và tập huấn
chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Đối với quân đội, tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền của đất nước, công tác tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng và quá trình giải quyết công việc của từng cơ quan đơn vị, làm căn cứ để thanh tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng tiêu cực và phục vụ sửa chữa những công trình quân sự đặc biệt. Do vậy, những điểm sửa đổi, bổ sung thông tư 91, thông tư 92 của Bộ Quốc phòng về quy chế công tác văn thư lưu trữ và bảo mật tài liệu cho quân đội, hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của các cơ quan đơn vị được tập huấn lần này càng có ý nghĩa thiết thực phục vụ công việc của các đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, cán bộ sĩ quan, công nhân viên quốc phòng và người lao động của binh đoàn 12 luôn đoàn kết vượt qua khó khăn. Những công trình mà binh đoàn 12 đảm nhiệm luôn thể hiện rõ trình độ, năng lực cũng như uy tín của đơn vị đối với khách hàng. Điều kiện thi công khó khăn ở địa hình rừng núi, khối lượng công việc không nhiều và tất nhiên là hiệu quả kinh tế thấp. Đó là những trở ngại đối với các doanh nghiệp bên ngoài. Và đây là lý do để những người lính 384 binh đoàn 12 có mặt ở dự án cửa khẩu quốc tế La Lai. Và với một tinh thần trách nhiệm cao và bằng những cái kinh nghiệm, bản lĩnh của mình thì những người lính của lữ đoàn 384 binh đoàn 12 đang cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn, sớm đưa cái dự án cửa khẩu quốc tế La Lai hoàn thành theo đúng quy định. Dự án nâng cấp, mở rộng cửa khẩu quốc tế La Lai tỉnh Quảng Trị do công ty 384 binh đoàn 12 đảm nhiệm. Dự án nằm trong vành đai biên giới, việc tổ chức thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định an ninh quốc gia. Công tác nổ mìn, nổ phá thì ở khu vực biên giới thì có những quy định rất là nghiêm ngặt của biên phòng hai nước, nên chúng tôi cũng phải phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng cũng như các cơ quan ở trên địa bàn, quá trình nổ phá tuyệt đối an toàn cho con người và trang thiết bị. Đập ngăn mặn sông Hiếu, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, đang được những người lính Trường Sơn gấp rút thi công. Và đơn vị đang thực hiện với phương châm chỉ huy tại chỗ, huy động nhân lực chất lượng cao, vật tư tại chỗ, phương tiện tại chỗ, thi công 3K liên tục. Đơn vị đã tập trung toàn bộ về trí tuệ, về con người, cả về tiền vốn, đưa ra nhiều giải pháp, nhưng trong đó có giải pháp thu hút nhân tài, phối hợp liên doanh, liên kết với nhiều nhà thầu khác có cái thế mạnh hơn mình để gom sức mạnh để cho đưa cái dự án được hoàn thiện tốt nhất. Công trình vượt sông Ngũ Huyện của tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quá trình thi công, đơn vị đã phối hợp tốt với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tìm ra những giải pháp thi công phù hợp, tiết giảm chi phí sản xuất và đảm bảo kỹ mỹ thuật công trình. Thái độ làm việc của cán bộ công nhân viên kỹ sư trên công trường là rất tốt và tuân thủ được các cái yêu cầu kỹ thuật. Và có một cái rất quý là cái tinh thần ham học hỏi. Đấy là khi mà có những cái vấn đề gì trên công trường, ở phía chủ đầu tư thì bên tư vấn giám sát có ý kiến là anh em đều tuân thủ và kịp thời khắc phục sửa chữa. Để tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực khi từng bước cổ phần hóa, binh đoàn 12 đã và đang tập trung triển khai thực hiện nhiều biện pháp, trong đó coi trọng việc sử dụng lao động chất lượng cao. Chúng tôi xác định cái việc đầu tư nguồn lực, tức là yếu tố con người, trình độ, năng lực, quản trị kinh doanh và hạch toán kinh doanh. Thứ hai là đầu tư trang thiết bị khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, giảm cái lực lượng hành chính để có hiệu quả đáp ứng được thi công các cái công trình trọng điểm, công trình lớn trong đất nước cũng như là nhiệm vụ quốc tế. Sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với các giải pháp đồng bộ trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp là nền tảng vững chắc để binh đoàn 12 vững bước vươn mình, được tin tưởng đảm nhiệm nhiều dự án quan trọng của quân đội và đất nước. Sáng nay, Báo Biên phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày ra số báo đầu tiên 22 tháng 4 năm 1959, 22 tháng 4 năm 2019. Từ những năm đầu mới thành lập, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, Báo Biên phòng đã cử cán bộ, phóng viên có mặt ở những trận tuyến ác liệt nhất để phản ánh nhanh và sâu sắc hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng đơn vị trên địa bàn biên giới, hải đảo, giới tuyến của cán bộ chiến sĩ. Hiện nay, Báo Biên phòng có 3 ấn phẩm: Báo Biên phòng, Phụ trương an ninh biên giới,
và báo biên phòng điện tử đã luôn phản ánh kịp thời sinh động mọi mặt hoạt động cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, đời sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân các vùng biên giới hải đảo, phục vụ sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhiều tác phẩm đã đoạt giải báo chí quốc gia và nhiều giải báo chí uy tín của các bộ ban ngành trung ương, địa phương. Trong dịp kỷ niệm này, báo biên phòng vinh dự được đón nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ sự thành công tín nhiệm của mô hình cán bộ Bộ đội biên phòng tăng cường xã, mới đây, tỉnh ủy Quảng Ninh có đề án 174 chỉ định các đồng chí là cán bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy viên của các huyện ủy có biên giới. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phối hợp với Bộ đội biên phòng chỉ định 5 đồng chí, 3 đồng chí đồn trưởng, 2 đồng chí chính trị viên tham gia huyện ủy viên. Đây là bước phát triển mới của mô hình cán bộ tăng cường xã, vốn đã rất thành công trong suốt gần 20 năm triển khai và các đồng chí tham gia huyện ủy đang góp phần giúp các huyện biên giới phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cán bộ bộ đội biên phòng tăng cường xã thì đã có nhiều, nhưng cán bộ bộ đội biên phòng tăng cường cấp huyện ủy thì lại là một câu chuyện còn rất mới. Thượng tá Phạm Văn Chính, đồn trưởng đồn biên phòng Thanh Lân, là một trong 5 sĩ quan đầu tiên của bộ đội biên phòng thực hiện thí điểm mô hình cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy của các huyện thị biên giới, hải đảo trên cả nước. Dù là đề án mới, còn nhiều bỡ ngỡ, song qua 2 năm nỗ lực, không ngừng trau dồi kiến thức, đồng chí Chính đã phát huy được năng lực sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh đã tham mưu cho chính quyền địa phương huyện về công tác quốc phòng an ninh, công tác xây dựng khu vực biên giới, lồng ghép được kinh tế với quốc phòng an ninh, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Vùng biển Cô Tô, diện tích rộng trên 300 km2, người dân đa phần làm ngư nghiệp, bảo vệ an ninh trật tự vùng biển, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, tuyên truyền để bà con hiểu rõ hơn về quy phạm pháp luật trong đánh bắt thủy hải sản, để ngư dân hiểu biết, yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, được Thượng tá Phạm Văn Chính thực hiện với quyết tâm cao nhất. Có trục trặc tàu bè người ta nó va chạm ấy, thì điển anh em nó vẫn ra giúp đỡ. Cứ ở đâu có bộ đội, có quân đội luôn thì đấy là yên tâm của dân rồi. Thì là quân dân như cá với nước mà. Đảo Thanh Lân xa xôi, hạ tầng còn thiếu thốn. Muốn vào đất liền phải đi 2 lần tàu. Tàu thuyền có giờ, vậy nên khi có việc đột xuất đêm hôm, bộ đội biên phòng là chỗ dựa duy nhất để người dân có thể vào đất liền. Như vậy nào nọ đấy tôi cũng cần đồn trưởng với anh em cán bộ đồn ta đây là nhờ 1-2 chuyến sang Cô Tô là 11 giờ đêm được sự lãnh đạo quan tâm. Vì đây an ninh nói là được anh quan tâm. Nói chung đường thường xuyên là đêm hôm hãy đi coi như là kiểm tra nữa. Cán bộ đồn biên phòng tham gia huyện ủy viên là cánh tay nối dài của cán bộ đồn biên phòng. Ở với dân, gần dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của dân, giúp dân ổn định làm ăn, phát triển kinh tế. Khi có chuyện xảy ra, đơn giản như tranh chấp đất đai, khiếu kiện, cho đến phức tạp như hoạt động của các loại tội phạm, cũng nhanh chóng báo tin để bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Mô hình cán bộ biên phòng tham gia huyện ủy đã cho thấy hiệu quả khi đi vào thực tiễn. Mô hình này chúng tôi cũng báo cáo với tỉnh là rất hiệu quả. Bởi vì là đối với cái bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ làm việc là rất trách nhiệm và cũng đã có đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy là có thể là nhân rộng lên tất cả ở các địa bàn trong toàn tỉnh. Nhưng mà tới đây thì chủ trương của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ tổng kết lại 2 năm để mà rút ra được những cái được và những cái chưa được. Trên cơ sở đó thì báo cáo với Quân ủy Trung ương và Ban Bí thư để mà nhân rộng cái việc này. Không ngại khó, không ngại khổ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Những người lính quân hàm xanh tham gia huyện ủy nói riêng và bộ đội biên phòng nói chung luôn trân trọng và giữ gìn mối quan hệ gắn bó sâu sắc với dân, giữ bình yên cho từng ngôi nhà, từng xóm, từng xã và giờ là từng huyện, chính là giữ bình yên cho vùng biên cương thân yêu của Tổ quốc.
Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Đà Nẵng tạm dừng cảng sông Hàn phục vụ lễ hội pháo hoa. Không thể duy trì việc xuất khẩu nông sản theo đường tiểu ngạch. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày hôm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam binh đoàn 18 đã cử tổ bay trực thăng EC-225 ký hiệu VN-8618 cùng ekip của Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Trường Sa lớn cấp cứu vận chuyển ngư dân bị bệnh nặng vào đất liền điều trị. Ngư dân được cấp cứu vận chuyển là Trần Đệ, sinh năm 1961, quê ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, là thuyền viên của tàu cá QNG-96354TS. Ngư dân nhập viện tại bệnh xá đảo Trường Sa vào lúc 21 giờ ngày 19 tháng 4 trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm theo sốt nóng. Nhận định ban đầu của tổ cấp cứu, ngư dân Trần Đệ có khả năng bị bám tắc ruột do dính sau mổ rất nặng. Tổ cấp cứu đã được đưa vào khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 để điều trị. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm và chẩn đoán, bệnh nhân Đệ được xác định là bị viêm phúc mạc khu trú ở vùng hố chậu bên phải do di chứng của mổ ruột thừa. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Đến nay sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi và điều trị. Hôm nay, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chính quyền xã và huyện đang huy động các lực lượng khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy kèm mưa đá bất ngờ xảy ra vào chiều tối qua, ngày 21 tháng 4, khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và hoa màu bị thiệt hại. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 21 tháng 4, tại xã Châu Thôn bất ngờ xuất hiện trận mưa đá lớn kèm lốc xoáy kéo dài hơn 15 phút. Theo người dân địa phương, mưa đá xuất hiện, những hạt có đường kính lớn khoảng 1cm đã làm cho nhiều diện tích rau màu hư hại. Theo thống kê ban đầu, trận mưa kèm lốc xoáy đã làm 249 ngôi nhà bị tốc mái, trong số này có 8 nhà bị lốc thổi bay. Cùng với đó, hơn 24 hectare hoa màu, lúa mùa chuẩn bị thu hoạch bị thiệt hại. Ngoài ra, lốc xoáy còn khiến cây đổ gãy, đè hư hỏng nhiều xe máy, ô tô của người dân trong xã. Đây là trận mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất về tài sản ở huyện vùng cao Quế Phong từ trước đến nay. Theo thông tin từ trang Weather Online của Anh, ngày hôm nay 22 tháng 4 và 3 ngày tới là từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4, chỉ số tia cực tím UV tại thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức cao nhất là 12. Đây là mức UV cực điểm có thể gây tổn hại đến da, mắt khi đi ra ngoài nắng với thời gian trên 10 phút. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ số UV cao nhất là 11 cộng với thời gian gây bỏng là 10 phút. Đặc biệt, ánh nắng mặt trời mạnh và có hại nhất vào lúc từ 10 đến 15 giờ. Do đó, người dân không nên hoặc hạn chế làm việc đi lại ngoài trời trong khoảng thời gian này. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời diễn ra trên diện rộng. Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, nhưng nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ C do bức xạ nhiệt. Từ ngày 1 tháng 5 tới đây, lực lượng thanh niên xung phong sẽ thay thế nhân viên thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường ở thành phố Hồ Chí Minh do lực lượng cũ này để xảy ra thất thoát lớn. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch điều chỉnh quy trình ứng dụng giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng lòng đường trên 22 tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành. Theo Sở Giao thông Vận tải, việc điều chỉnh quy trình nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đặc biệt là kiểm soát thời gian thu phí, thu đúng, thu đủ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong sẽ là đơn vị chủ trì công tác tổ chức quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trước khi hoàn tất việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Tại các bãi đỗ, Thanh niên Xung phong sẽ thay thế lực lượng trật tự đô thị của các quận 1, 5 và 10. Sử dụng ứng dụng My Parking để thanh toán hoặc thanh toán qua hình thức nhắn tin đến đầu số 1008. Trước đó, trong thời gian đầu tổ chức thu phí ô tô đỗ dưới lòng đường theo giờ ở 22 tuyến thuộc các quận 1, 5 và 10, việc thu phí xảy ra tình trạng thất thoát lớn. Ngoài một số nguyên nhân như giải pháp công nghệ bất cập, nhân viên bãi đỗ chỉ làm việc trong giờ hành chính, còn do tình trạng bòn rút phí gửi xe.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất chủ trương di rời tàu thuyền trong thời gian tạm ngưng hoạt động cảng sông Hàn để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 tới. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động của cảng sông Hàn, tháo dỡ thu hồi các hạng mục hạ tầng tại cảng từ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 17 tháng 7 để bàn giao toàn bộ mặt bằng cảng cho công tác chuẩn bị lễ hội pháo hoa quốc tế. Đồng thời sử dụng vùng nước cảng sông Thu cũ và một phần mặt bằng gần đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Trỗi để làm khu neo đậu tàu thuyền tạm thời trong thời gian ngừng hoạt động cảng sông Hàn. Trong thời gian này, các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động vận tải thủy nội địa trên sông Hàn, quản lý chặt hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch tại khu vực tạm thời neo đậu đón trả khách. Khách thì biên phòng sẽ cấp cho. Từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều loại nông sản rơi vào cảnh rớt giá thê thảm. Mới nhất là quả dứa, tại nhiều địa phương giảm chỉ còn 2.000 đồng trên 1kg, khiến người trồng bị thua lỗ nặng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do diện tích các loại nông sản này được ồ ạt mở rộng, trong khi lại không thuộc danh mục các loại nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Theo thừa nhận của chính các thương lái, đã đến lúc không thể duy trì việc xuất khẩu nông sản theo đường tiểu ngạch. Chanh leo thối, phải đổ bỏ, chất đống ngoài đường hoặc trong các kho bãi tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là những quả chanh leo không thể xuất đi, hư hỏng buộc phải đổ bỏ. Trong khi đó, trong kho vẫn còn tồn đọng một số lượng lớn chanh leo, chưa biết đến khi nào xuất đi được. Thời điểm này thì khác với ở bên nước bạn bây giờ là đang hiện tại bây giờ là cấm. Tức là cái hàng này như bọn tôi đi nó là hàng lậu. Tức là bên đấy là nó cấm không cho chúng tôi xuất hàng sang bên kia. Đấy mà buộc chúng tôi phải đi cái kiểu đi nhỏ lẻ, xé ra những cái xe lẻ, xe bé bé đấy. Theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, hiện nay mới chỉ có 8 loại trái cây của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc là thanh long, xoài, chôm chôm, mít, chuối, vải, nhãn và dưa hấu. Với những nông sản nằm ngoài danh mục trên, phía nước bạn thực hiện kiểm soát chặt, kể cả việc nhập khẩu tiểu ngạch theo các đường mòn, lối mở. Hàng hóa mà không xuất khẩu được mà bà con cứ đưa chuyển vận chuyển hàng hóa lên các cái khu vực cửa khẩu biên giới mà không xuất khẩu được thì sẽ tăng các cái khoản chi phí mình vận chuyển ngược lại để mình tiêu thụ trở lại tại trong nước. Không chỉ thương lái rủi ro mà người nông dân cũng đối diện với cảnh bấp bênh, nghĩa là khi thương lái thu mua để xuất khẩu đi Trung Quốc thì giá tăng cao, khi ngừng thu mua thì giá lại giảm mạnh. Cũng giống như hầu hết các mặt hàng nông sản khác, quả dứa chủ yếu phụ thuộc vào sức mua từ thị trường Trung Quốc. Song, quả dứa lại chưa nằm trong danh mục xuất khẩu chính ngạch mà người dân đã ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sản xuất của chúng ta đang phụ thuộc tiêu thụ của thị trường Trung Quốc, cho nên là rất là bấp bênh. Hàng năm thì cứ thời kỳ mà thu hoạch rộ thì giá thường hay xuống. Sắp tới thì có thể là sẽ mở cửa cho sản phẩm măng cụt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc tiếp tục đánh giá mở cửa thị trường cho các cái mặt hàng nông sản khác, ví dụ như khoai lang, ví dụ như là sầu riêng. Từ đầu năm 2019 đến nay, những tiểu thương này, người thiệt hại ít thì mất một vài trăm triệu đồng, người mất nhiều thì có thể lên đến hàng tỷ đồng. Bởi nếu không xuất hàng đi được thì bị hỏng, phải đổ bỏ. Mà xuất đi được, nếu gặp cơ quan chức năng của nước bạn ngăn chặn, thì cũng sẽ bị mất trắng. Chính các tiểu thương cũng nhìn nhận, hình thức xuất khẩu nông sản theo con đường tiểu ngạch đã đến lúc không thể tiếp tục duy trì. Tiếp theo trong phần tin quốc tế. Nghệ sĩ hài Volodymyr Zelensky giành chiến thắng của bầu cử Tổng thống Ukraine. Sri Lanka điều tra vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Giới chức Sri Lanka ngày hôm nay cho biết đã bắt giữ hơn 20 đối tượng để điều tra loạt vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào các nhà thờ và khách sạn sang trọng ở thủ đô Colombo một ngày trước đó. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 290 người thiệt mạng và 500 người bị thương trong loạt vụ tấn công khủng bố, được xem là nghiêm trọng nhất tại quốc đảo Ấn Độ Dương.
ngày 21 tháng 4, cảnh sát Sri Lanka cho biết đã bắt giữ 24 người sau một loạt vụ đánh bom tại nhiều nhà thờ và khách sạn ở thủ đô Colombo. Cho tới nay, chưa có nhóm nào nhận tiến hành loạt vụ nổ trên, song chính phủ xác nhận tất cả những đợt tấn công là đánh bom liều chết và do cùng một nhóm thực hiện. Trong số 290 nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 35 người nước ngoài, gồm công dân các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản. Theo Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, toàn bộ các đối tượng bị bắt đều là công dân Sri Lanka và chiến dịch truy bắt vẫn đang được thực hiện nhằm phát hiện thêm các nghi can khác. Ông cũng thừa nhận chính phủ đã nhận được lá thư cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố từ trước, nhưng không có phản ứng phù hợp để ngăn chặn. Trong khi đó, hôm nay 22 tháng 4, Không quân Sri Lanka cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện và vô hiệu hóa một thiết bị nổ tự chế gần sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo. Sri Lanka đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp đặt vài giờ sau khi xảy ra khủng bố, song vẫn thắt chặt an ninh. Nghệ sĩ hài Volodymyr Zelensky đã bất ngờ giành chiến thắng áp đảo cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine với kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ứng cử viên 41 tuổi Volodymyr Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Đông đảo người dân trong nước và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã hoan nghênh chiến thắng của ông Zelensky. Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu vòng 2 ngày 21 tháng 4, ứng viên Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, đã giành được 73% số phiếu ủng hộ, vượt xa số phiếu dành cho Tổng thống đương nhiệm Pyotr Poroshenko, 25%. Phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình sau khi kết quả ban đầu được công bố, ông Zelensky tuyên bố sẽ không để người dân phải thất vọng và cam kết tái khởi động tiến trình hòa đàm với các bên theo thỏa thuận Minsk, khẳng định điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Trong thông báo mới nhất, Tổng thống Pyotr Poroshenko đã thừa nhận thất bại và khẳng định sẵn sàng ủng hộ nhà lãnh đạo mới của đất nước. Tôi sẽ rời nhiệm sở, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi sẽ không rời chính trường. Người dân Ukraine đã bày tỏ nhiều cảm xúc trái chiều về chiến thắng này của ông Zelensky. Tôi không thể nói rằng tôi rất xúc động, nhưng tôi thích điều đó. Cuối cùng cũng có người không phải là chính trị gia lên nắm quyền. Ông Zelensky là cơn gió mới. Chúng tôi cần phải rời xa cái cũ. Tôi cảm thấy tiếc cho người dân của chúng ta. Hơn 70% người ủng hộ ông Zelensky. Tôi nghĩ họ phải hiểu rằng họ đã làm gì. Trong khi đó, giới chức Nga cũng đã tuyên bố công nhận kết quả bầu cử và chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Ukraine. Cùng ngày, lãnh đạo các nước Pháp, Ba Lan, Anh và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng đã chúc mừng ông Zelensky và bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác với Ukraine. Vào ngày hôm qua, Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thay tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ liệt lực lượng này vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Theo đài truyền hình quốc gia Iran, lãnh tụ tối cao Khamenei đã bổ nhiệm chuẩn tướng Hossein Salami làm tư lệnh mới của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thay thế thiếu tướng Mohammad Ali Zafari. Tuy nhiên, đài này không công bố rõ lý do của việc bổ nhiệm tướng Salami. Tại Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran với khoảng 125.000 thành viên được cho là có nhiều quyền lực hơn cả quân đội chính quy của nước này. Giới phân tích cho rằng lực lượng này đã trở thành một lực lượng giống như nhà nước trong nhà nước khi vai trò được ghi nhận trong hiến pháp Iran và lực lượng này chỉ tuân theo lệnh của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Điều này mang đến cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran một loạt quyền lực lớn về pháp lý, chính trị và cả tôn giáo. Ngày 24 tháng 4, UNICEF sẽ phát động một chiến dịch toàn cầu mới hướng tới việc cha mẹ, người sử dụng mạng xã hội nói chung để truyền thông về sức mạnh và sự an toàn của vaccine. Chiến dịch khuyến khích mọi người ủng hộ vaccine sẽ được triển khai cùng thời gian với tuần lễ tiêm chủng thế giới từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 4 nhằm truyền tải thông điệp sự đoàn kết của cộng đồng, trong đó các bậc cha mẹ có thể bảo vệ sức khỏe cho mọi người nhờ vaccine. Với mỗi lượt thích hay chia sẻ nội dung trên mạng xã hội sử dụng hashtag Vaccine Work trong tháng 4, quỹ Bill and Melinda Gates sẽ đóng góp $1 cho UNICEF. Mỗi đô la đầu tư cho công tác tiêm chủng cho trẻ em có thể thu lại giá trị lợi ích tới $44. Vaccine có thể cứu 3 triệu mạng sống mỗi năm và bảo vệ trẻ em khỏi những bệnh truyền nhiễm cao có nguy cơ gây tử vong như sởi, viêm phổi, tả và bạch hầu. Nhờ vaccine, số người tử vong vì sởi từ năm 2000 đến năm 2017 đã giảm và bệnh bại liệt đang sắp được xóa sổ. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.